Kính chào quý vị, đây là bản tin dự báo thời tiết của báo điện tử VTC News. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày hôm nay 18 tháng 5, tại khu vực Hà Nội và cả nước, nhiệt độ sẽ tăng cao. Theo chuyên gia, thời tiết đợt nắng nóng này đang diễn ra tại Bắc Bộ và Trung Bộ có thể kéo dài từ 7 đến 8 ngày và là đợt nắng nóng kéo dài nhiều ngày nhất từ đầu năm tới nay. Sau đây là dự báo chi tiết các vùng trong cả nước. Khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 38 đến 40 độ. Phía Tây Bắc Bộ, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Phía Đông Bắc Bộ, có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 37 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ, phía Nam 33 đến 36 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, 5. Giật cấp 6-7, sóng cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Nam Vịnh Bắc Bộ, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Nam đến Tây Nam cấp 4-5, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Quảng Trị đến Quảng Ngãi, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Tây Nam cấp 4, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Bình Định đến Ninh Thuận, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Tây Nam cấp 4-5. Sóng cao từ 1 đến 2 mét. Bình Thuận đến Cà Mau, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 mét. Cà Mau đến Kiên Giang, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, 4, sóng cao từ 0,5 đến 1 mét. Quần đảo Hoàng Sa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, 5, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, sóng cao từ 0,5 đến 1 mét. Vịnh Thái Lan, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 3, 4, sóng cao từ 0,5 đến 1 mét. Nắng nóng đổ lửa như vậy trong 2 ngày gần đây khiến nhiều người ra đường cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi nóng là một chuyện, thì chỉ số cực đại tia cực tím UV tại nhiều khu vực trên cả nước nằm trên mức nguy cơ gây hại từ 9 đến 10. Chỉ số UV tại thành phố Hồ Chí Minh dự báo ở mức 9 trong 3 ngày từ 17 đến 20 tháng 5. Đây là ngưỡng cần hạn chế ra ngoài trời. Ngoài ra, dự báo tiềm năng cực đại chỉ số nhiệt tại thành phố Hồ Chí Minh cũng nằm ở mức rất nguy hiểm từ 41 đến 54.
Đây là mức rất có khả năng gây say nắng, kiệt sức, sốc nhiệt nếu tiếp xúc hoặc hoạt động thể chất kéo dài trong nắng nóng. Sau đây chúng tôi xin được gợi ý đến quý vị cách bảo vệ sức khỏe khi nắng nóng. Theo trang dự báo thời tiết AccuWeather, trong 4 ngày tới nhiệt độ tại thành phố Hồ Chí Minh từ 33 đến 36 độ. Chỉ số UV dao động từ 7 đến 11. Trong đó, ngày 18 tháng 5, chỉ số này là 11. Đây là mức cực kỳ cao trong thang đo chỉ số tia UV, có nguy cơ gây hại cực cao, rất nguy hiểm, có thể gây tổn thương mắt, gây bỏng da, ức chế miễn dịch hay thậm chí là ung thư da nếu tiếp xúc trực tiếp thời gian dài với ánh nắng mặt trời mà không có biện pháp che chắn, bảo vệ cẩn thận. Còn theo trang dự báo thời tiết Weather Online, những ngày tới nhiệt độ trung bình tại thành phố Hồ Chí Minh là 35 đến 36 độ, tia UV ở mức rất cao, 9, 10. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, chỉ số UV dưới 2 là mức an toàn, từ 3 đến 5 là mức vừa, 6 đến 7 mức cao, 8 đến 10 rất cao và 11 trở lên cực kỳ cao và nguy hiểm. WHO khuyến cáo với chỉ số UV từ 8 trở lên, mọi người cần tránh ra ngoài vào giữa trưa. Nếu ở ngoài, cần tìm bóng râm, mặc áo sơ mi dài tay, thoa kem chống nắng và đội mũ rộng vành. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Mạnh Hà, Bệnh viện Gia Liễu TP.HCM cho biết, trong thời tiết nắng nóng, lượng bệnh nhân đến khám gia tăng. Trung bình mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận 2.000 đến 2.500 lượt đến khám về da. Bác sĩ Hà chia sẻ, nắng nóng cường độ tia UV cao ảnh hưởng trực tiếp đến da như viêm da ánh nắng, bỏng nắng. Với bệnh nhân nhạy cảm với ánh sáng sẽ làm tăng nguy cơ dị ứng, cháy nắng, bỏng nắng. Về lâu dài tổn thương tế bào thượng bì, tích lũy gây ung thư da, một số bệnh lý da. Ngoài ra các bệnh nhân có mắc một số bệnh nền, sử dụng một số loại thuốc uống có các thành phần có thể làm tăng nhạy cảm với ánh sáng gây ra sạm cháy da. Tia UV được chia làm 3 loại, UVA, UVB và UVC, xếp thứ tự nguy hiểm tăng dần từ UVA đến UVB và nguy hiểm nhất là UVC. May mắn tầng ozone đã hấp thụ hoàn toàn UVC, loại UV nguy hiểm nhất và hấp thụ 95% UVB, 5% UVA. Phần UVA và UVB không được hấp thụ bởi tầng ozone là tác nhân gây nên các tổn thương da như làm lão hóa da, bỏng da, sắc tố trên da hay thậm chí là ung thư da. Những thương tổn do tia UV gây ra mang tính chất tích lũy nên khi tiếp xúc càng lâu và cường độ tia UV càng cao sẽ gây những thương tổn càng nhiều trên da. Do đó chúng ta cần phải bảo vệ da khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, đặc biệt đối với những người lao động phải làm việc ngoài trời cần có các biện pháp bảo vệ da đầy đủ. Nên hạn chế tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 16 giờ chiều. Đây là khoảng thời gian nồng độ tia UV trong ánh nắng mặt trời cao. Cố gắng tìm các chỗ râm mát để tránh nắng. Cần có thêm các biện pháp bảo vệ da khi ra ngoài nắng như sử dụng kem chống nắng có chỉ số SPF 30 trở lên. Lựa chọn kem chống nắng phủ rộng, chống được cả tia UVA và UVB và có tính kháng nước nếu phải vận động ra mồ hôi nhiều. Nên bôi giảm lại kem chống nắng mỗi 2 giờ khi phải làm việc liên tục ngoài nắng. Bác sĩ Trâm khuyến cáo sử dụng thêm các biện pháp hỗ trợ như mang khẩu trang, kính râm, đội nón rộng vành, mặc áo dài tay khi đi ra ngoài. Có thể lựa chọn các vật dụng này được làm từ các loại vải chống nắng để tăng khả năng bảo vệ da dưới tia UV. Bên cạnh đó cần uống đủ nước, tăng cường bổ sung rau xanh trong chế độ ăn và có thể dùng thêm các viên uống chống nắng để tăng khả năng bảo vệ da từ bên trong. Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp quý vị có biện pháp phòng tránh hữu hiệu khi mà bắt buộc phải lao động hoặc ra ngoài khi mà thời tiết nắng nóng như thế này. Đến đây thì bản tin dự báo thời tiết hôm nay của VTC News xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!